Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vụ tai nạn xảy ra đêm 21 tháng 11 trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Vào thời điểm này, chiếc xe ô tô bị kiểm soát 89A10455 do ông Vũ Văn Vương cầm lái đi ngược chiều va chạm với một chiếc ô tô khác đi đúng chiều. Sau đó, xe của ông Vương bẻ lái, tiếp tục đâm vào một người đi xe máy. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy là bà Vũ Thị L, 39 tuổi, Tiên Lữ, Hưng Yên tử vong. Gây ra tai nạn, ông Vương đã bỏ lại xe rồi khỏi hiện trường. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 11, người phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60F3-57057 lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng cầu Hóa An về ngã ba Tân Vạn, thành phố Biên Hòa. Khi đến khu vực chợ đồn phường Bửu Hòa, xảy ra va chạm với xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 50LD-15383. Sau va chạm, người phụ nữ ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bẹp rúm nằm trước đầu xe đầu kéo. Nhiều vật dụng của nạn nhân văng tung tóe trên đường. Sau tai nạn, cơ quan chức năng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra sáng 23 tháng 11 trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo đó, nam thanh niên chở theo một người ngồi trên xe máy có pha ôm cua thiếu quan sát. Xe này đã va chạm với một chiếc taxi khiến cả hai thanh niên ngã văng xuống đường. Sau cú ngã, thanh niên cầm lái chỉ bị xây sát nhẹ, người còn lại nằm sấp bất động trên đường. Hiện chưa rõ tình trạng của nạn nhân. Sự việc xảy ra khoảng 21:30 tối cùng ngày, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn ở khu vực này, thì phát hiện xe ô tô Santa Fe màu đỏ, biển kiểm soát 30F13091, lưu thông từ đường Nguyễn Văn Lộc ra đến đoạn giao Trần Phú thì dừng chờ đèn đỏ. Nhưng khi đèn chuyển xanh, vẫn không thấy ô tô này di chuyển. Trong xe có một người đàn ông ngồi ở vị trí lái có biểu hiện say rượu, gục đầu ở vô lăng. Cảnh sát giao thông gõ cửa yêu cầu người này xuống xe để kiểm tra. Tuy nhiên nhiều lần cảnh sát giao thông liên tục gõ cửa nhưng người này vẫn ngồi trong ô tô. Sau 15 phút, người đàn ông này bước xuống xe. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu người đàn ông này hợp tác theo sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, người này đã không chấp hành, thậm chí còn dùng điện thoại ghi hình cán bộ làm nhiệm vụ. Sau đó, người này xuống xe nhưng để xe lại bỏ đi trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Khoảng 8 giờ sáng nay, 23 tháng 11, một xe khách dừng nằm của nhà xe Tuấn Việt lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Kon Tum, đường Phan Đình Phùng, theo hướng từ Bắc vào Nam. Đến bùng binh cầu Đắk Bla, thành phố Kon Tum thì xe vào cây xăng bên phải đường để tiếp nhiên liệu. Theo camera hành trình của xe khách ghi lại, thời điểm này chiếc xe khách đang di chuyển chậm từ phía cây xăng ra đường. Lúc này có hai cảnh sát, một người đi bộ và một người điều khiển xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát trật tự, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Kon Tum. Sau đó xe chuyên dụng bất ngờ quay đầu lại, di chuyển chậm về phía hông xe khách. Đúng lúc đó xe khách chở tới và hai xe va chạm rồi cùng đứng lại. Tại hiện trường, bánh trước của xe chuyên dụng nằm kẹt dưới gầm xe khách. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người. Thưa quý vị, liên quan đến việc điều chỉnh giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất gây bức xúc dư luận trong tuần qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra việc phân làn, phân luồng ô tô tại sân bay này. Theo đó, vụ kết cấu hạ tầng giao thông và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phải khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh việc phân làn, phân luồng nhằm tạo thuận lợi cho hành khách sử dụng phương tiện và hạn chế tối đa sự bất tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước khu vực nhà ga. Chiều 23 tháng 11, Cảng vụ Hàng không miền Nam có buổi làm việc với các đơn vị chức năng, hai hãng xe công nghệ Grab, Bi và nhà xe TCP để giải quyết những vấn đề phát sinh. Theo đó, thời gian tới sẽ bố trí, sắp xếp xe công nghệ đón trả khách hợp lý hơn với việc đóng phí nhượng quyền như các hãng taxi. Hãng nào ký hợp đồng nhượng quyền với cảng sẽ được đưa đón khách như taxi truyền thống, cụ thể ở làn D, nhưng phải đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, dịch vụ tốt cho hành khách. Các hãng cần khảo sát thực tế để tìm vị trí phù hợp và thống nhất với cảng.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và truy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Trong tháng 10 năm 2020, toàn quốc xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người. So với tháng 10 năm 2019, giảm 2.598 vụ, chiếm 18,23%, giảm 862 người chết, chiếm 13,64%, và giảm 2.243 người bị thương, chiếm 20,63%. Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên là do hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của lái xe, chủ xe, như người lái xe điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, sai luồng, tuyến đăng ký, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, sức khỏe không bảo đảm, buồn ngủ, lái xe không có bằng lái phù hợp với loại phương tiện, thiếu ý thức, không tuân thủ quy tắc điều khiển khi đi trên đoạn đường đèo dốc. Đánh giá một cách thẳng thắn, nguyên nhân cơ bản gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chính là sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, quản lý lái xe lỏng lẻo, chạy sai lộ trình, không có thiết bị giám sát hành trình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đề ra hàng loạt giải pháp cấp bách, đó là Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về việc kiểm tra các doanh nghiệp có lái xe điều khiển gây tai nạn giao thông từ tháng 1 năm 2019 đến nay, chú trọng xử lý với vi phạm của chính phương tiện gây ra tai nạn giao thông và kiến nghị xử lý cơ quan cấp phép doanh nghiệp vận tải. Thứ hai, Bộ Công an báo cáo xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, chủ cơ sở kinh doanh vận tải có lái xe gây tai nạn nghiêm trọng từ tháng 1 năm 2019 đến nay. Yêu cầu lực lượng công an duy trì tuần tra kiểm soát xe tải, xe khách trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 5 giờ sáng, gắn trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị phụ trách quản lý các tuyến đường, xử lý nghiêm những cá nhân tổ chức làm giả giấy khám sức khỏe, giấy phép lái xe. Bộ Công an đã trưng cầu giám định tư pháp 7 trên 7 gói thầu, phát hiện lớp nền, móng và mặt đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Công an, quá trình điều tra, Công an phát hiện chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng công trình, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế dự án đã được phê duyệt. Cũng theo Bộ Công an, dự án hoàn thành không đảm bảo chất lượng nên khi vận hành khai thác, xảy ra tình trạng ổ gà, hằn lún vệt bánh xe, rạn nứt, mặt đường không bằng phẳng ở nhiều vị trí trên toàn tuyến. Nhà thầu và chủ đầu tư đã phải sửa chữa, dự kiến sửa chữa khắc phục tại 291 vị trí với tổng diện tích hơn 1.663 m². Bộ Công an cho hay cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải tiến hành giám định chất lượng công trình. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết từ 9 giờ ngày mai 25 tháng 11, đợt 2 vé tàu Tết Tân Sửu 2021 sẽ được mở bán tại tất cả các kênh bán vé. Theo đó, sẽ có khoảng 30.000 vé của các đoàn tàu chạy trong các ngày cao điểm trước Tết từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, tức là từ ngày 22 đến ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý, của các đoàn tàu sau Tết từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, ngoài các chỗ mở bán đợt 2, hiện vé tàu Tết còn khoảng 82.000 chỗ, bao gồm cả các ngày cao điểm. Trong đó, giai đoạn trước Tết từ ngày 2 tháng 2 đến 11 tháng 2 năm 2021, từ ngày 21 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý, còn khoảng 27.000 chỗ trên các tàu số chẵn, vé có ga đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Biên Hòa, ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội. Giai đoạn sau Tết từ ngày 12 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2021, tức là từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu, còn khoảng 55.000 chỗ trên các tàu số lẻ, vé có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang, ga đến từ Biên Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội Vận tải Hành khách Công cộng Thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ưu tiên triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhằm cải thiện điều kiện vận hành, nâng cao năng lực vận chuyển, góp phần thu hút hành khách sử dụng dịch vụ, từ đó giúp giảm phương tiện cá nhân và giảm ùn tắc giao thông. Trong số 14 tuyến đường đề xuất ưu tiên triển khai có 4 tuyến đường trục chính đủ điều kiện đã được nghiên cứu trong giai đoạn 2019 đến 2020, gồm Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông, đoạn từ ngã tư Sở đến cầu Trắng Hà Đông dài 5 km, tuyến đường Pháp Vân, Giải Phóng, Đại Cổ Việt dài 4,7 km, tuyến đường Nguyễn Văn Cử, Ngô Gia Tự 5,9 km, tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Linh Đàm dài 9,6 km. 10 tuyến còn lại thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2020 về phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2021 đến 2030. Cụ thể, 5 tuyến đường tổ chức làn ưu tiên trong giai đoạn 2021 đến 2025, tổng cộng 22,6 km, gồm tuyến đường Hoàng Quốc Việt 2,5 km, Trần Duy Hưng 1,7 km, xã Đàn 1,7 km, Võ Chí Công 4,7 km, Võ Văn Kiệt 12 km. 5 tuyến đường nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên trong giai đoạn 2026 đến 2030, tổng cộng 82,3 km, gồm Nhổn, Hồ Tùng Mậu 5 km, Ngọc Hồi, Bến Xe Thường Tín 9,3 km, Trần Duy Hưng, Hòa Lạc 27 km, Mỹ Đình, Sân bay Nội Bài 25 km, Thường Tín, Phú Xuyên dọc theo quốc lộ 1 cũ là 16 km. Thưa quý vị, Hiệp hội Vận tải Hành khách Công cộng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị hàng loạt giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp xe buýt. Trong đó, đáng chú ý, Hiệp hội đề nghị ưu tiên xây dựng 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhằm cải thiện điều kiện vận hành xe buýt, tăng lợi thế về vận tốc, về độ an toàn để thu hút hành khách sử dụng xe buýt, giảm phương tiện cá nhân, giảm rối loạn và tắc nghẽn giao thông. Với những nỗ lực hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, Hà Nội đang tiến tới mục tiêu dừng hoạt động của xe máy tại các quận trung tâm vào năm 2030. Nhưng để đạt được mục tiêu trên thì Hà Nội cũng còn đứng trước rất nhiều khó khăn và thách thức. Ghi nhận sau của chúng tôi cũng sẽ khép lại bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo tính toán, thời gian đi làm trung bình của xe buýt tại khu vực trong vành đai 2 là trên 40 phút. Và cho khu vực giữa vành đai 2 và vành đai 3 là trên 60 phút. Trong khi với quãng đường tương ứng, xe máy chỉ mất dưới 30 phút hoặc dưới 40 phút. Đó là lý do tại sao người dân chọn sử dụng xe máy để đi làm hàng ngày mà không sử dụng vận tải hành khách công cộng. Thái độ họ không thiếu khách lắm, đôi khi cũng hơi lớn tiếng một tí. Khó khăn vì đôi khi là không có nhà chờ. Và vào những ngày mưa thì em cảm thấy hơi khó chịu. Em hay bị muộn học, hay bị có lúc thì không có một cái xe nào, em chờ rất là lâu, 45 phút không có xe nào, có lúc thì hai xe nối tiếp nhau. Thế là em cảm thấy hơi khó chịu. Không hài lòng nhất là về việc lái xe thôi. Nói chung là khá là ẩu, kiểu nhiều người già họ ấy kiểu chân tay còn yếu hơn trẻ chẳng hạn thì họ có thể đi chậm chậm để họ xuống, nhưng mà rất là nhiều người đã bị kẹt ở trong cửa xe khi mà lên rồi. Và cái thái độ phục vụ thì cũng không tốt lắm, nhiều người thì kiểu nói năng cục xúc, gắt gỏng với lại người già. Bây giờ mà thông thoáng như này họ đi cực kỳ ẩu luôn. Mình thấy ra số rất là nhiều ẩu, 02, 27 giờ này thì đỡ rồi, nhưng mà hầu như mình hay đi di chuyển ở 02 thì họ đi rất là ẩu. Còn với góc nhìn của các chuyên gia giao thông thì cho rằng chất lượng phục vụ của xe buýt hiện nay ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện hạ tầng giao thông, áp lực tần suất chuyến và ý thức tham gia giao thông đặc thù của người dân. Điều này đang gây nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Nếu mà các bạn quan sát kỹ ấy, thì đây là những tình huống mà cũng không mong muốn. Bản thân là cái người lái xe buýt cũng như là những người phục vụ xe buýt là không muốn tạt đầu rồi đi vào gấp rồi ra cua như vậy. Nó có những cái sức ép của cái việc mà tranh giành cái làn đường cho mà xe buýt không thể nào bỏ bến bỏ chuyến được. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái điều này ấy, nó có hai mặt của vấn đề. Đấy là do cái tổ chức giao thông kém. Cái thứ hai là ý thức giao thông kém. Đánh giá về mục tiêu 20-25% người dân sử dụng phương tiện công cộng trong năm nay, các chuyên gia đánh giá khó có thể đạt mục tiêu này khi mà xe buýt vẫn đang là đầu tàu vận tải công cộng hiện nay, và bản thân loại hình này dù đã nhiều cố gắng cũng không thể kéo được sản lượng đi lên. Trong khi các tuyến đường sắt đô thị vẫn điệp khúc lỡ hẹn, thất hứa từ năm này qua năm khác. Chúng ta thấy rõ là cái cố gắng đấy cũng không thể đáp ứng được cái mong mỏi của xe buýt là đến 20-25%. Cái đó chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là chưa bao giờ là chúng ta phải đối mặt với cái khó khăn là cái Covid. Đó là cái mà rất nhiều những cái hệ thống vận tải là ảnh hưởng nặng nề, và xe buýt cũng không nằm ngoài cái ảnh hưởng đó, và nó là cái là gọi là bất khả kháng. Nhưng mà rõ ràng là cái tỷ lệ này nó đã chững lại trong khoảng 10 năm trở lại đây rồi. Lý do đơn giản thôi là những dự án lớn về vận tải công cộng chúng ta hiện nay đều chậm trễ hơn so với tiến độ, chậm hơn so với tốc độ rất nhiều. Ví dụ như chúng ta có cái dự án tuyến metro số 2A, tuyến metro số 3 thì hiện nay đều còn đang dang dở,
và chưa đi vào vận hành được. Chừng nào thành phố phải có những kết nối trên một mạng lưới metro bao phủ được những hướng chính thì những trục nhu cầu đó phải cần được kết nối với trung tâm và kết nối các vùng nhu cầu đó lại với nhau bằng các tuyến vận tải khối lượng lớn, cụ thể là metro, đường sắt đô thị, thì mới có thể giúp gia tăng về thị phần vận tải công cộng. Với mục tiêu chiếm lĩnh thị phần vận tải của giao thông công cộng lần này bị thất bại sẽ gây ảnh hưởng lớn, kéo theo hàng loạt chính sách phát triển giao thông đô thị khác như hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc nội đô, cấm xe máy vào năm 2030 đều sẽ bị chậm trễ. Vì một lý do đơn giản, giao thông công cộng không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của đại đa số người dân trong đô thị. We'll be right back.